Hello, xin chào mọi người trở lại với kênh Máy Ấm. À, hôm nay là ngày thứ bảy nè các bạn, coi trời rất là đẹp ha. Đó, trời mình quay bên ngoài cho các bạn coi nè, thấy không? À, trời rất là đẹp hôm nay. À, tuần này là tuần cuối cùng mình đi mua sắm đồ lặt vặt để chuẩn bị cái trip to Colombia ha. À, tuần này là hết rồi, không có mua nữa. Như đây thôi, không có mua nữa. Mình sẽ đi, hôm nay mình sẽ đi đổi cái phone. Cái phone của mình hết hạn rồi. Mình xài phone của bắp là các bạn, không có chạy theo, không có chạy theo hiện đại ha. Cái phone nào mình lên mà thấy mình lấy free, mình lấy mà không có trả tiền là mình lấy. Mình tại vì mình không có cái đam mê về cái phone, mà chủ yếu là hiện giờ mình có thể là đôi khi mình làm video hay này nọ bằng cái phone của mình á, thì nó tiện lợi hơn khi mình đi ra ngoài các bạn. Cho nên mình sẽ đi lấy cái phone thì mình sẽ quay cho các bạn coi ha. Để coi nhà giống như mình nói là mình không có quan trọng quá với cái phone, tại mình thích Samsung hơn, tại vì Samsung mình thấy cái màu nó đẹp. Với lại mình xài mấy cái iPhone, mình xài tới cái iPhone số 5 là mình bỏ, mình không có xài nữa lâu rồi ha. Số 5 giờ tới 11 mình xài mất có số 5 mà. Mình không thể nào mà xuất ra cả 1.000 đồng hay là 1.000 mấy để mua cái phone, mà cái mục đích của mình chỉ là cầm cái phone hay là nhắn tin với chồng, hoặc là để đó cho con nghe nhạc này kia thôi ha. Cho nên chạy tuần tăng nhưng mà rất là lạnh ha. Cái thứ mà trời lạnh, cái trời mà nắng vậy nó lại lạnh, mà cái ngày mà nào mà tuyết á, thì nó lại không có lạnh lắm đó. Nhìn có nó trong xanh ha. Mình chuẩn bị cho Noel rồi đó. Đó, cái tiệm này là nó đóng cửa ha, giờ nó bán đồ cho ra hết này mọi người đó. Còn bên đây là chỗ ăn uống. Okay, let's go over there. I don't know where they are. Nè mọi người, mình đang đi trong mall, cái vô tình gặp hai dì của nó trong đây luôn nè. Đó là sau lưng nè, cho quay sau lưng thôi. Đó, người cao là người chị, người áo vàng là người em. Giờ mình đi kiếm cái phone. Đó, đây là cái tiệm đồ rất là thời trang mà cũng hơi mắc tiền ha các bạn ha. Đồ là đồ đẹp không à. À, cái tiệm này là tiệm sở thích của em mình, Aricia. If somebody knows about this one. Đồ ở trong đây là phải có dáng có bạn nha các bạn ha. Nó rất là, nó chỉ của mình ha. Đó, này là em Út mình nè. Em Út mình với lại ông xã mình đó, là mình phải công nhận là nó không ăn ảnh. Đó, không ăn ảnh hoàn toàn luôn á. Nhiều khi mình thấy ở ngoài nó đang đẹp vậy, mình quay vô cái mình thấy có vui à. Chứ bé, cái chỗ phone nó nằm đâu? Nè, cái mall này là cái mall mà bữa mình nói á các bạn. Mình vô đây mà mình đi ta đắp cửa 6 giờ mà mình vô 5 giờ mấy thì mình thấy sao mà nhấn ve hãy giờ vậy á. Đó. Ở sau lưng như mình là cái mò cái tiệm fossil ha. Mình ít đi mò lắm ha, mình chỉ mấy cái tuần tháng 2 là mình đi, là tại vì mình sắp đi đi giai bản gì đó thì mình mới đi, chứ mình ít đi lắm. Ở ngoài sau lưng mình nó làm cái mô hình gì nè, không biết cái mô hình gì. Cái tiệm sau lưng mình á là cái tiệm này dành cho tuổi teen đó ha, tuổi mà mấy đứa học high school á. Còn sau lưng mình đây là tiệm Pandora ha, là mấy cái dòng mà mấy cái xuyến đồ đeo đó. Ở Đà Nẵng nó có Freedom á. Nè các bạn thấy không, sau lưng của mình là cái tiệm Victoria's Secret. Cái chỗ này là bán ba cái đồ đó cho mình á, mà hai cái áo à 30 đồng. Quay qua cảnh ho cho các bạn coi. Ba của mì xanh á là phải ông xã mình á là phải đeo ảnh lên vậy á, đeo mang la cái họng ảnh á. Đó, tiệm này là tiệm
sắn bắp nè, thơm mỗi lần đi nghe đi nghe ha. Tiệm này là cái tiệm bán chocolate với cà lem rồi nè các bạn. Trời, con mình nó đi tới đây rồi là nó không có tha đâu. Đó. Gói quà sẵn cho cái tiệm Chris. Nè các bạn thấy không? Hey. Wanna buy it? Nè cà lem nè các bạn. Đó. We want the blue one. Or the blue one. Which one was it? Bubble gum. Rất là ngon. Nè cái này nó làm quà cho Christmas nè các bạn. Nó làm từng thỏi chocolate cái đậu phộng nè. Nó cái xứ sở của ta chocolate vậy mà về bên Thái Lan nó dẫn đi mua, kêu mình mua chocolate ông nội ơi. Mình đi về Việt Nam mình đi du lịch ở bên Mã Lai với Thái Lan á các bạn, nó dẫn mình đi vô mấy cái chỗ này nè, trời ơi chát muốn chết luôn à. Nó kêu mình mua, nhiều người đi thấy mình không mua tưởng đâu chắc mình ship mà hỏi chứ trời ơi. Cái xứ chocolate mà kêu đi về bán kêu mình đi mua chocolate coi nó nè. Nè, chỉ quất một cái cây cà lem nè, Út mua đó. Đó. Thấy chưa, mỗi lần lại Út là Út phải mua đó. Thấy chưa. Oh, he started, you know how to speak Spanish? Español. Hablas español?